Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, sắp tới đây Thông sẽ chia sẻ với cả nhà các món ăn sẽ sử dụng đến đậu phộng cũng như sử dụng đến mè. Và làm như thế nào, rang như thế nào để cho đậu phộng của chúng ta nó sẽ vàng bên ngoài và chín bên trong thật là ngon và giòn, cũng giống như mè phải chín đều, thì ngày hôm nay Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cách rang đậu phộng cũng như là cách rang mè. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Và đầu tiên Thông sẽ chia sẻ cách rang mè. Chúng ta cần một cái tô và cắt bịch mè ra, đổ vào trong tô. Và sau đó chúng ta sẽ cho nước lạnh vào. Chúng ta dùng đũa khuấy đều lên để cho những hạt mè nó ngấm nước. Vì cái này là để cho kỹ đó cả nhà. Nhiều khi những cái hạt mè của mình nó có thể nó dính cát, hoặc là cũng có đôi khi nó dính một chút xíu bụi. Thì khi mình làm như vậy là những cái hạt bụi nó sẽ rơi xuống dưới đáy cái chén. Và sau đó chúng ta sẽ đổ nó ra một cái rổ lưới như thế này. Đó, để đổ mè ra. Sau khi chúng ta đã khuấy đều lên rồi thì bây giờ Thông sẽ đổ mè ra cái rổ lưới. Trong khi đợi cho mè của chúng ta nó hơi rao ráo nước thì bây giờ chúng ta sẽ để chảo lên trên bếp và mở bếp từ từ cho chảo của mình nó nóng từ từ. Rồi sau khi Thông thấy mè của Thông nó đã hơi rao ráo nước rồi, bây giờ Thông sẽ cho cái chỗ mè rửa qua nước lạnh cho vào trong chảo và bắt đầu chúng ta rang. Sau khi cho mè vào trong chảo, bắt đầu chúng ta rang. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho lửa thật lớn và chúng ta sẽ khuấy đều mè trong chảo để cho nước nó rút từ từ và cái hạt mè của chúng ta bắt đầu nó sẽ khô. Và khi làm như thế này thì cái hạt mè của chúng ta nó sẽ chín đều từ trong ra ngoài. Đôi khi cả nhà rang mè hay rang đậu phộng, chúng ta thấy cái hạt đậu phộng hay là hạt mè của chúng ta nó đã vàng rồi, nhưng thật sự nó vàng, nó chỉ vàng cái bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong nó chưa có chín. Vì vậy ngày hôm nay cả nhà cứ thực hành giống như cách chia sẻ của Thông và thử xem hạt mè của chúng ta nó sẽ giòn đều và nó sẽ thơm từ trong ra ngoài và nó sẽ chín đều từ trong ra ngoài. Bây giờ cả nhà cứ đảo đều cho Thông nhé, không vội. Và khi nào cả nhà thấy những cái hạt mè của chúng ta nó rời nhau ra, nó không còn dính nữa, thì bắt đầu cả nhà sẽ giảm lửa nhỏ lại. Bây giờ lửa của Thông đang là số 9, thì khi hạt mè của chúng ta nó khô, Thông sẽ giảm xuống số 6 hoặc số 7 và Thông cũng vẫn đảo đều. Sau khi những hạt mè của Thông nó đã rời nhau ra rồi, thì bắt đầu Thông sẽ giảm lửa xuống từ từ để cho những cái hạt mè của chúng ta nó sẽ chín đều từ trong ra ngoài. Và cả nhà ơi, cả nhà nhớ là mình phải đảo liên tục nhé. Tại vì nếu mà cả nhà không đảo liên tục thì cái hạt mè của chúng ta nó sẽ dễ bị một mặt vàng và một mặt không vàng. Vì vậy khi mình rang đậu phộng cũng như là rang mè thì chúng ta thật phải kiên nhẫn. Và không phải chỉ là rang mè hay rang đậu phộng, mà nói tóm lại là khi chúng ta muốn có một món ăn ngon thì chúng ta thật phải kiên nhẫn. Đó, cả nhà thấy hồi nãy cái hạt mè của Thông á, nó đóng cục lại, bây giờ bắt đầu nó đang từ từ. Và bây giờ Thông sẽ giảm lửa xuống còn lại số 6 để cho nó vàng từ từ.
Rồi một chút xíu nữa cả nhà sẽ nghe những cái hạt mè của chúng ta nó kêu tí tách tí tách tí tách, là bắt đầu là từ từ nó chín. Vì vậy là cả nhà phải chú ý dùng thông. Nếu không chú ý thì những hạt mè của chúng ta rất là nhanh vàng và dễ bị cháy đen. Và khi bị cháy rồi thì không thể nào nó ngon được, mình ăn nó sẽ rất là đắng. Cả nhà nhìn cái hạt mè của thông bây giờ nó đã căng tròn lên rồi đấy, nó nở ra, nó căng tròn ra rồi. Bây giờ thông cứ đảo đều. Bây giờ hạt mè của thông nhìn rất là đẹp, nó căng tròn và bắt đầu nó vàng từ từ. Thông cũng đã bốc thử vài hạt và nếm thử thì thông thấy là bắt đầu nó giòn giòn nhưng nó chưa được gọi là hoàn toàn khô. Vì vậy thông phải kiên nhẫn đảo đều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên như vậy. Cả nhà kiên nhẫn chờ cho một chút xíu nữa nha. Và hạt mè của thông nó đến thời điểm vàng đều, vì vậy thông phải cầm một tay, thông cầm chảo và một tay thông quấy đều như vậy để cho những hạt mè của thông nó được đảo liên tục như vậy. Đây thông cho cả nhà xem này, cái hạt mè của thông bây giờ nó rất là đẹp này, đó. Mà bắt đầu nó vàng vàng đều lắm rồi đó. Bây giờ thông tắt bếp đi và thông cũng vẫn đảo đảo đều luôn, vừa đảo vừa lắc rất là ngon cả nhà, mà lại nhanh nữa. Tại vì sắp tới này là Thông sẽ chia sẻ với cả nhà rất là nhiều các món ăn sử dụng đến mè rang, mà cũng có rất là nhiều các anh chị và các bạn cũng đã viết thư riêng cho Thông và nói rằng là nếu có thời gian thì Thông chia sẻ cho các anh chị cái cách rang mè cũng như rang đậu phộng như thế nào để cho nó ngon và nó giòn đều và nó chín đều từ trong đến ngoài. Thì đây, cái món mè rang của Thông đã gần xong rồi đây. Đó, bây giờ Thông sẽ dùng một cái khăn làm bếp thật là sạch. Thông sẽ đổ cái mè này vào trong khăn và Thông sẽ ủ nó. Thông ủ để làm gì? Thông ủ để cho nó sẽ chín một lần nữa từ ở bên ngoài vào bên trong. Vì đôi lúc chúng ta nhìn những cái hạt mè như vậy thì chúng ta tưởng nó đã giòn rồi, nhưng mà chúng ta để qua một thời gian, qua một ngày là chúng ta ăn, chúng ta sẽ thấy nó rất là mềm bên trong, là lý do tại vì nó chưa có chín đều. Nó mới chín bên ngoài thôi nhưng mà bên trong nó vẫn còn 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 chưa chín. Cả nhà nhìn này, chảo chảo mè rang của Thông này màu rất là đẹp, vàng ươm, không bị đen. Thông lấy một cái tô và cho cái khăn làm bếp vào và sau đó Thông cho thêm một lớp giấy làm bếp vào, giấy giấy ở trong bếp vào như thế này, và Thông sẽ đổ tất tần tật cái chảo mè Thông vừa rang vào trong cái tô đã có khăn và giấy, và Thông sẽ ủ nó cho khi nào nó nguội thì thôi. Đây như thế này đấy cả nhà. Đó, và Thông sẽ gấp nó lại. Thông ủ nó, cuộn đều nó lại. Cho khi nào nó nguội thì thôi, thì bắt đầu lúc đấy cả nhà sẽ thấy mè của mình rất là ngon. Đó, Thông sẽ ủ như vậy đây. Đó, vậy là cái món mè rang của Thông đã xong. Bây giờ đến phần Thông rang đậu phộng nhé. Cách rang đậu phộng thì cũng giống như rang mè thôi. Thì Thông cũng đổ đậu phộng vào trong chén. Và Thông cũng rửa sơ với nước. Và sau khi Thông đã rửa cho đậu phộng sạch cát và sạch những cái độ bẩn bám trong đậu phộng thì bây giờ Thông sẽ cho vào trong chảo và rang lên ạ. Và cũng như là cách rang mè, đầu tiên chúng ta cũng cho lửa thật là lớn. Và Thông sẽ rang cho đến khi
vỏ những hạt đậu phộng, ráo nước, thì lúc đấy thông sẽ giảm lửa nhỏ xuống và tiếp tục rang. Cả nhà nhìn thấy bây giờ những cái hạt đậu phộng của thông nó đã khô nước ở đây, nó đã ráo nước ở đây. Thông sẽ rang thêm khoảng 5 phút nữa và bắt đầu thông sẽ cho lửa nhỏ lại để cho những hạt đậu phộng của thông nó sẽ chín đều từ ngoài vào trong. Hạt đậu phộng của thông bây giờ thông thấy nó nở căng ra rất là tròn và đẹp. Nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ hạt đậu phộng của thông bắt đầu nó đã hơi vàng vàng. Thông sẽ giảm lửa xuống và thông rang tiếp. Và đến lúc này thông đã ngửi thấy những mùi của đậu phộng rất là thơm đã bay lên rồi. Và cả nhà nhìn cách thông rang đậu phộng, cái vỏ nó vàng đều chứ nó không có bị chỗ đen chỗ trắng. Là vì sao mình luôn đảo đều tay, và thỉnh thoảng chúng ta cũng một tay lắc chảo một tay đảo. Bây giờ cả nhà thấy không, hạt đậu phộng của thông nó rất là vàng đều. Đó. Nhìn nó trắng như thế này đấy, nhưng mà nó rất là giòn. Cả nhà hãy nhìn xem đây. Thông đã rang rất là lâu rồi, nhưng mà hạt đậu phộng của thông nó rất là đều, nó vàng đều. Không bị chỗ đen, chỗ trắng, nó rất là vàng đều. Khoảng còn cỡ 5 phút nữa thôi là chảo đậu rang của thông sẽ xong. Và cả nhà ơi, nếu cả nhà muốn biết được là những hạt đậu phộng của mình nó đã thật sự thơm ngon, chín từ trong ra ngoài chưa, thì cả nhà hãy gắp một hạt đậu phộng để ra ngoài khoảng cỡ 2-3 phút để cho nó nguội bớt đi rồi cả nhà ăn thử nhé. Nếu mà nó bùi, nó thơm rồi thì tức là xong rồi. Chảo đậu phộng rang của thông đã xong rồi. Bây giờ thông tắt bếp đi. Và thông vẫn để ở trên bếp. Thông đảo thêm khoảng 2-3 phút nữa là xong. Và cũng giống như mè rang, thông sẽ lấy một cái tô và dùng một cái khăn làm bếp để ủ đậu phộng. Cho đến khi nào đậu phộng nguội thì lúc đấy những hạt đậu phộng của chúng ta nó sẽ thật là giòn, thật là bùi, thơm ngậy và nó chín đều từ trong ra ngoài. Rồi chảo đậu phộng rang của thông đã xong thì cũng giống như mè, thông lấy một cái tô bỏ khăn làm bếp và một miếng giấy vào, thông cũng đổ đậu phộng vào và sau đó thông khuấn vào thông ủ cho khi nào đậu phộng nguội thì thôi. Đây, làm như thế này đây. Đó. Để chúng ta có thể lật ngược nó lại. Rồi mình ủ đây. Một chút xíu nữa là thông sẽ bóc đậu phộng ra cho cả nhà xem nhé. Rất là ngon. Cả nhà thân mến, sau khi thông đã rang mè xong và ủ cho nó nguội, và bây giờ thông đã có được một đĩa mè đây. Rất là ngon cả nhà. Bây giờ thông thử vài hạt cho cả nhà nghe nhé. Rất là giòn và thơm, bùi. Cả nhà nhìn, vàng rất là đều, không bị đen. Rồi bây giờ thông sẽ cho cả nhà nhìn thấy đậu phộng rang của thông nhé. Đây, đậu phộng rang của thông đây. Cả nhà thấy sau khi mà thông đã ủ, bắt đầu vỏ nó chóc ra như thế này đây. Đó, vỏ nó rất là chóc. Vỏ chóc vô cùng. Rồi bây giờ thông thử một hạt đậu phộng cho cả nhà xem luôn nè. Giòn tan nè, ngon lắm. Và cả nhà nhìn bên trong cái hạt đậu phộng nè, nó chín từ bên trong chín ra. Cả nhà thân mến, vừa rồi cả nhà vừa xem video của thông cách rang mè và cách rang đậu phộng.
Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thông. Và để ủng hộ kênh của Văn Vi Thông, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo nhé. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và trong những video tiếp theo, Thông sẽ chia sẻ các món ăn. Sẽ có sự hiện diện của đậu phộng rang và mè rang. Xin mời cả nhà hãy đón xem. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!